Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn tìm hiểu truyền cổ tích Việt Nam, đó là chuyện sự tích người làm chúa muôn loài. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Dân tộc Tày kể lại rằng, ngày xưa cõi trời và cõi trần rất gần nhau, cũng như cõi trần và cõi nước ở liền sát bên nhau vậy. Trong một ngày, muôn loài ở trên ba cõi đều có thể đi lại chơi bời vài ba bận mà trời vẫn chưa tối. Vua Thiên Đình là Đức Ngọc Hoàng cai quản tất cả muôn loài trên cả ba cõi. Nhưng vì muốn cho muôn loài ở cõi trần và cõi nước có một vị đại diện cô sóc hàng ngày, Ngọc Hoàng đặt ở cõi trần một vị vua nhỏ gọi là hoàng đế ở trần gian Rà Rùa. Thủy Tề ở cõi nước nước là Thuần Luồng. Nhẫn ở cõi trần, nhưng ở cõi trần muôn loài ngày càng chia ra làm nhiều giống. Mọi giống vật ngày càng sinh sôi nảy nở. Hoàng đế Rùa chân ngắn mai dày, đi lại chậm chạp, kém trí thông minh, không còn đủ tài sức cai quản muôn loài được nữa. Vì vậy, nhiều lần hoàng đế Rùa đã tấu lên Ngọc Hoàng xin từ chức để một loài khác lên thay ngôi. Nhưng khi Ngọc Hoàng hỏi Rùa nên cử ai thì Rùa rất lúng túng, vì Rùa chưa biết kẻ nào thật sự xứng đáng. Có những lần Ngọc Hoàng và Hoàng đế Rùa bàn luận hàng 2-3 tháng, kiểm qua hết thảy muôn loài nhưng vẫn chưa tìm chọn được kẻ đáng tin cậy nhất để cho làm vua thay Rùa. Một hôm, Ngọc Hoàng tìm ra được một kế, bèn cho gọi Hoàng đế Rùa ở trần gian lên bàn bạc, rồi sai Rùa về loan báo cho muôn loài rằng Đức Ngọc Hoàng đã chết, ai có lòng nhớ ơn Ngọc Hoàng thì lên thiên đình mà phúng phiến. Ngọc Hoàng có ý định là qua sự phúng phiến của muôn loài sẽ chọn lấy kẻ nào ý thực tâm thương xót mình nhất cho làm vua. Nhận lệnh của Ngọc Hoàng, về trần gian hoàng đế Rùa phải đi suốt 3 tháng ròng rã mới loan báo tới khắp các loài. Được tin, muôn loài ở trần gian rủ nhau lên thiên đình để phúng viếng và vào tế của Ngọc Hoàng, hoàng đế Rùa cùng đi. Nhưng hoàng đế thỉnh thoảng dừng lại dọc đường để nghe ngóng và thăm hỏi những con đi chậm hơn. Các loài tình đàn lũ lượt kéo nhau lên thiên đình. Trước tiên là loài chim, chúng cậy mình nhẹ người, lại có cánh rủ nhau bay đi vùng vùng. Trên đường đi, thấy hoàng đế Rùa lạch bạch bước một, chúng còn quay lại chế giễu. Thứ hai là đoàn thú rừng, đi đầu là các giống hươu, nai, theo sau là các giống chồn, cáo, sóc, thỏ, sau cùng là giống hổ lang. Đoàn này nối tiếp đuôi nhau hung hăng xông xáo, đi đến đâu cũng kêu la inh ỏi, làm động cả đất, dạt cả cỏ, đổ cả cây. Khi vượt qua hoàng đế Rùa, chúng thi nhau tiêu trức. Thứ ba là đàn bò sát gồm rắn, rết, thằn lằn, kỳ nhông, trăng, cũng không kém hung hăng. Chúng cũng bỏ xa Rùa, có con còn phun bọt vào làm cho Rùa phải thúc đầu rụt cổ. Sau cùng là đoàn người, loài người đi rất thông thả. Họ vừa đi vừa kể cho nhau nghe công lao của Ngọc Hoàng đối với muôn loài và đặc biệt là đối với loài người. Họ ca tụng Ngọc Hoàng có nhiều khó nhọc khi ấp ủ làm ra trời đất, sinh ra cỏ cây và muôn loài. Đi được nửa đường, đoàn người gặp hoàng đế Rùa đang tất từng bước chân nặng nề mỏi mệt.
Họ liền thay phiên nhau cõng rùa cùng đi cho được nhanh. Tất cả các loài đều đã đến nhà Ngọc Hoàng. Khi vào tế, loài chim đến trước được mời tế trước. Chúng đứng con trên, con dưới, con dọc, con ngang, con quay mặt trở xuống, con quay mặt trở lên, rất lộn xộn. Chúng gào: Hỡi Ngọc Hoàng, hỡi Ngọc Hoàng, vua nhà trời mà còn chết được sao? Chúng tôi cứ tưởng rằng đã là vua nhà trời thì phải sống mãi, để ngày đêm làm mưa làm gió, bắt sống bắt chết. May mà Ngọc Hoàng chết đi, loài chim chúng tôi sẽ bay lượn tự do. Hỡi Ngọc Hoàng, thật là thương lắm, bởi lũ chúng tôi từ nay sẽ được tung hoành rộng cánh, nằm rã chết trên giường nghe lời chim khóc than. Ngọc Hoàng giận ứ đến tận cổ, chúng chị khóc lóc kêu gào ở ngoài mồm, con nào mắt cũng ráo quẩn. Chúng tuôn ra toàn là những lời châm biếm mỉa mai. Bao nhiêu lần Ngọc Hoàng con vùng dậy đánh cho chết bọn bội bạc, nhưng cố nén lòng để còn thử lòng các loài khác nữa. Kêu than dạ dối một hồi, đàn chim láo nháo đi ra nhà ngoài chờ ăn uống. Tiếp đến đoàn thú rừng vào tế. Chúng đứng ngổn ngang, lộn xộn hơn cả loài chim. Đến giờ cúng, tiếng khóc của chúng lại càng ồn ào, giống hươu nai khóc vang trời, làm êm tai nhức óc. Giống hổ báo gầm gừ nghe nanh, giơ vuốt làm cho ai cũng phải run sợ. Chúng cùng mắt ráo hoảnh, chúng cũng mắt ráo hoảnh, cùng một giọng mỉa mai. Đến lượt ngồi bò sát cũng vậy, lộn xộn hồn ào, giả dối lộ ra trong cách ngồi, cách trường, trong tiếng khóc kêu gào. Có con còn tỏ ra ngạo mạn, hung hăng, bồi bạc hơn là loài chim, loài thú. Ngọc Hoàng nghe và thấy rõ hết, nhưng không cũng cố nén lòng, chờ đến đoàn người vào tế xong sẽ liệu. Đến lượt đoàn người vào tế, họ biết nghe lời nhau đứng xếp hàng im lặng. Kẻ trên người dưới, người nào cũng mặt buồn rười rượi. Hàng trên không ai nói một lời, hàng dưới không ai hề một câu. Không khí im lặng càng làm cho buổi tế trở nên nghiêm trang. Theo lệnh người đứng đầu, tất cả đoàn người cùng một lúc cất tiếng khóc. Họ cùng khóc lóc than rằng: Ô hô, ô hô, Đức Ngọc Hoàng sáng tạo và cai quản muôn loài. Thương Ngọc Hoàng như thương mẹ, nhớ Ngọc Hoàng như nhớ cha. Công ơn Ngọc Hoàng cao như trời, rộng như biển. Ngọc Hoàng chết đi thế là hết. Quỳ trước vong linh Ngọc Hoàng, chúng tôi đem cả tấm lòng biết ơn và loài người đối với Ngọc Hoàng. Hỡi Đức Ngọc Hoàng, hỡi Đức Ngọc Hoàng, ô hô, ô hô. Khóc lóc kêu than xong, đoàn người còn sụp lại, ai cũng nước mắt chảy ròng ròng. Nằm im trên giường nghe tiếng khóc thảm thiết, Ngọc Hoàng cảm động vô cùng. Chờ muôn loài tế xong, Ngọc Hoàng vùng nhõm dậy, rồi vẫy gọi tất cả lại gần và nghiêm nghị nói: Ta bày ra cái trò này để thử lòng mọi loài đấy thôi. Hiện nay hoàng đế rùa đã già yếu, ngày càng chậm chạp. Ta muốn tìm kẻ có tài đức thay những kẻ chưa biết chọn nhưng chưa biết chọn ai. Cho nên ta muốn qua buổi cúng viếng này mà chọn lấy một loài vừa có nhân vừa có đức lại vừa có lòng thủy chung đối với ta, lên ngôi thay thế hoàng đế rùa. Cuộc phúng viếng và tế lễ này đã cho ta biết ai tốt,
Ái bội bạc. Vì vậy, bây giờ ta có thể chọn kẻ xứng đáng lên ngôi hoàng đế. Thấy Ngọc Hoàng còn sống và phán như thế, các loài chim và thú rừng quay lại trách móc lẫn nhau vì vá nông nổi đã trót nhợ mỉa mai châm biếm Ngọc Hoàng. Nhưng chúng cũng quyết giành ngôi hoàng đế cõi trần cho tộc loài mình. Loài chim bèn đưa ngái diều hâu ra ứng cử. Chúng biết lời tán tùng. Chúng hết lời tán tùng, ngợi ca. Diều hâu có tài bay cao, bay khỏe, chỉ một lúc có thể bay đi coi được toàn thiên hạ. Diều hâu có đôi mắt tròn xe và sáng quắc, có cái nhòm thấy được cả mọi cái hay, cái dở của muôn loài mà đặt ra các hình phạt và các phần thưởng một cách chính xác. Diều hâu lại có một cái mỏ quặm và cứng, có bộ móng sắc và nhọn, sẽ có đủ tài lực để một thủng đầu sẽ tan xác những loài, những giống ngang ngạnh và bướng bỉnh. Loài thú rừng cũng hăm hở đưa chàng hổ ra tranh cử. Chúng bảo rằng hổ có tài nhảy cao và chạy xa, một loáng có thể đi khắp nơi, mọi ngõ ngách, từ ngọn suối đến cuối ghềnh, từ nơi hang cùng đến các làng hẻo lánh, mới có thể đủ sức để xem xét muôn loài. Hổ lại càng sức khỏe vô địch, có bộ nanh sắc, có bộ vuốt nhọn, thừa sức vật chất tươi tấp bất cứ loài nào không chịu ngoan ngoãn tuân theo lệnh của hoàng đế. Loài bò sát thì không ngớt tán dương rắn. Chúng bảo rắn có tài bò lên cây cao xem xét các loài chim, có tài trườn mình khắp mặt đất để thăm hỏi các loài thú, có tài lén lút chui vào mỗi làng mạc xó xỉnh để dò xét từng việc làm hay dở của các loài khác. Loài người vẫn chưa lên tiếng, họ có ý chờ Ngọc Hoàng kén chọn. Nhưng hoàng đế rùa mon men vốn mến loài người có nhân nghĩa, có tài trí. Ngọc Hoàng đồng ý, liền dựa ngay vào lời nói của rùa mà phán truyền: ta cũng có ý như hoàng đế rùa, vậy ta bằng lòng chọn rồi người lên ngôi hoàng đế để thay cai quản muôn loài ở dưới trần gian. Nghe Ngọc Hoàng phán chọn loài người lên ngôi hoàng đế, hậu tức giận trợn tròn mắt xanh, giơ vuốt nghe nhanh gầm lên vang trời, con nhảy bổ vào cắn xé loài người. Diều hâu cũng trừng đôi mắt, xòe năm cánh móng sắc nhọn, loài rắn cũng trườn ra là bệnh cổ phun bọt phì phè, định lao vào nhã độc. Ngọc Hoàng trợn mắt quát lớn, tiếng quát của Ngọc Hoàng vang như sấm đồng, làm cho hổ rắn diều hâu phải sững lại. Chúng nép vào nhau run cầm cập. Ngọc Hoàng phán tiếp: loài người có trí thông minh, biết giữ đạo lý, biết trọng nhân nghĩa, cho nên ta chọn loài người. Hoàng đế cai quản muôn loài ở dưới cõi trần, tất cả các loài kia này phải theo lệnh của loài người. Hổ có bụng dạ sâu xa, từ nay phải chịu cho loài người ăn thịt và ăn xương. Diều hâu thường độc ác, từ nay phải chịu cho loài người săn bắt. Còn rắn thì thường không độc, độc thì sẽ phải chịu cái hình phạt nằm co quắp ở trong hang, chịu nhịn đói suốt nửa năm, chỉ được ra ngoài ánh sáng khi có mặt trời chiếu sáng. Sau đó Ngọc Hoàng hạ lệnh tan buổi chầu, muôn loài ở đâu về đấy, loài người trở về lên ngôi hoàng đế thay rồi lùa cai trị trần gian. Từ đó loài người được săn bắt loài thú, đánh bẫy loài chim, loài người có quyền cai trị trần gian từ đấy. Trên đây mình cùng các bạn vừa tìm hiểu chuyện cổ tích Việt Nam, đó là chuyện các bạn vừa tìm hiểu sự tích người làm chúa muôn loài. Các bạn thử thức thấy hay hấp dẫn, hãy đăng ký và like ủng hộ kênh mình. Chúc tất cả các bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin gặp lại các bạn ở những lần sau nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.